Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức trong bản tin trưa ngày hôm nay, mùng 7 tháng 4 với những thông tin nổi bật sau đây. Malaysia lo bị loại bởi Việt Nam ở SEA Games. Huấn luyện viên châu Âu dự đoán thứ hạng. Huấn luyện viên Chu Xie tôn trọng mọi đối thủ, VFF giao chỉ tiêu tại SEA Games 32. Mời các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên châu Âu chỉ ra thứ hạng của đội tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 32. Các bạn thân mến, cựu huấn luyện viên đội tuyển U23 Thái Lan, ông Steve Darby, người Anh, mới đây đã đưa ra dự đoán về thứ hạng của các chiến binh trao vàng ở vòng bảng SEA Games 32. Tại giải đấu chạy đà cho SEA Games là Doha Cup vừa qua, thì U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ thất vọng với 3 trận toàn thua. Trong 3 trận kể trên thì ông Chu Xie chỉ đạo đến 4 cầu thủ khác nhau làm đội trưởng. Nhận xét về quyết định của huấn luyện viên người Pháp, trò chuyện với báo chí, ông Steve Darby, cựu huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam và cũng là cựu huấn luyện viên đội tuyển U23 Thái Lan cho biết. Ở Doha Cup 2023, ông Chu Xie trao băng đội trưởng cho 4 cầu thủ sau 3 trận. Theo tôi được biết thì có những gương mặt không có tên trong danh sách đội trưởng ban đầu. Vai trò của đội trưởng không quá quan trọng. Điều quan trọng hơn là đảm bảo cho đội có một thủ môn chất lượng, một cầu thủ chất lượng và một tiền đạo thực thụ. Ví dụ như ở giải ngoại hạng Anh, đâu phải là tất cả các đội trưởng đều nổi tiếng. Bạn có thể kể tên bao nhiêu đội trưởng tại giải đấu đó mà không cần tra Google và hãy thử đi. Đồng thời thì ông Darby cũng đưa ra dự đoán về thứ hạng của đội tuyển U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 32. Bảng B SEA Games 32 là bảng đấu khó khăn, 3 trong số 4 đội lớn ở một bảng. Có vẻ như chắc chắn Indonesia sẽ giành chiến thắng ở bảng A. Tôi nghĩ vị trí nhất bảng B sẽ thuộc về U22 Việt Nam hoặc là Thái Lan. Tôi dự đoán rằng lượt trận cuối đội nào thắng sẽ đứng nhất bảng. Nếu hòa nhau thì có thể thua về hiệu số bàn thắng bại, tuy nhiên khoảng cách đó là rất mong manh. Tôi không biết rõ về tình hình lực lượng mà ông Chu Xie đang có trong tay, vì thế mà tôi không thể đưa ra nhận định cụ thể gương mặt nào sẽ tỏa sáng ở SEA Games 32. Ngoài ra thì ông Darby cũng bày tỏ mong muốn sớm được trở lại thăm Việt Nam và ông cũng từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Ông hy vọng là đội tuyển nữ của chúng ta sẽ giành huy chương vàng. Trong khi đó thì ở bảng A, môn bóng đá nam, Campuchia, Myanmar, Philippines, Đông Timor và Indonesia cùng bảng đấu. Thầy trò Indra Shafri được kỳ vọng là sẽ giành vé và bán kết với ngôi đầu. Tuy vậy thì ông Shafri vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Trong số những đội bóng mà U22 Indonesia phải gặp ở vòng bảng, ông dè chừng nhất với đội chủ nhà U22 Campuchia. Chia sẻ với truyền thông thì vị này cho biết, ở bảng đấu của chúng tôi có đội chủ nhà. Những năm gần đây, Campuchia đã rất tiến bộ với chất lượng cầu thủ là tốt hơn nhiều. Chúng tôi đã tham gia nhiều lần và SEA Games lần này sẽ là lần thứ hai đối với tôi. Tôi luôn nói với các học trò rằng là đối thủ là ai thì chúng ta phải tập trung và tiếp tục làm việc chăm chỉ để trở thành người giỏi nhất. Ông nói thêm. Còn nhớ là ông Indra Shafri từng tham dự SEA Games 30 năm 2019. Ông cũng chính là bại tướng của huấn luyện viên Park Seo ở trận chung kết với tỷ số 0-3. Vài ngày trước thì vị này đã thẳng thắn lên tiếng chia sẻ về huấn luyện viên Park Seo cũng như không ngần ngại cho biết là ông muốn đội tuyển U22 Việt Nam suy yếu trong thời kỳ chuyển giao huấn luyện viên. Malaysia lo bị loại bởi Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games 32. Các bạn thân mến, truyền thông Malaysia tỏ ra e ngại khi đội nhà sớm gặp Việt Nam ở vòng bảng tại SEA Games 32. Sau khi các bảng đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 32 lộ diện thì truyền thông Malaysia đã có những nhận định đáng chú ý về bảng B, nơi có sự hiện diện của Việt Nam và Malaysia. Cụ thể là trong bài viết có tiêu đề Đội U22 của huấn luyện viên Ela Varasan rơi bảng đấu tử thần, đăng trên tờ The Star của Malaysia, thì tác giả có tên là Lim Tech Huat nhận định rằng là vòng bảng SEA Games là một thách thức rất khó khăn đối với đội tuyển U22 Malaysia trong hành trình chinh phục huy chương vàng tại SEA Games năm nay. Hy vọng giành huy chương vàng, môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên sau 12 năm của Malaysia đã bị giáng một đòn mạnh sau khi đội tuyển U22 quốc gia bị bốc thăm vào bảng đấu tử thần ngày 5 tháng 4. Thầy trò ông Ela Varasan sẽ phải chạm trán Việt Nam, đội đã hai lần liên tiếp vô địch cả Thái Lan, đội bóng từng 16 lần đăng quang. Ngoài ra thì còn có láng giềng Singapore và Lào ở bảng B. Tác giả Razan của tờ New Jet Times cũng đồng quan điểm. Trái ngược với truyền thông trong nước thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22 Malaysia là ông Ela Varasan thì tỏ ra lạc quan, hào hứng trước những thách thức.
Nhà cầm quân này còn cho rằng Malaysia có cơ hội vào bán kết ngang với mọi đối thủ ở bảng đấu. Kết quả bốc thăm vừa thú vị và cũng là thách thức lớn cho chúng tôi khi bảng đấu với nhà đương kim vô địch U22 Việt Nam và ứng viên vô địch U22 Thái Lan. Ông Ela Varasan chia sẻ sau khi Malaysia nằm chung bảng B với Việt Nam và Thái Lan. Vị này cũng cho biết tiếp là ông lạc quan rằng là đội bóng của ông có tiềm năng tương tự các đội khác và chúng tôi có sự tự tin khi tham gia SEA Games 32. Mục tiêu và tầm nhìn của chúng tôi là không thay đổi. Huấn luyện viên của Malaysia cho biết là ông và các học trò sẽ chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 32. Ông khẳng định là sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ của mình có thể trạng tốt nhất khi bước vào giải đấu. Còn trên tờ H Metro của Malaysia cho biết thì Liên đoàn bóng đá nước này muốn đội tuyển U22 là tiến vào chung kết và cố gắng giành huy chương vàng. Phát biểu vào cuối tháng trước thì huấn luyện viên trưởng Ela Varasan cho rằng mục tiêu mà Liên đoàn đặt ra là phù hợp. Huấn luyện viên 61 tuổi khẳng định là tôi cảm thấy việc lọt vào chung kết SEA Games 32 là điều rất quan trọng. Huấn luyện viên và các cầu thủ đang tràn đầy động lực để đạt mục tiêu đề ra. Trong khi đó, hậu vệ Azam Azmi của U22 Malaysia thì tuyên bố là ở kỳ SEA Games trước, họ đã vào đến bán kết. Vì vậy, năm nay, Malaysia sẽ đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch SEA Games 32. Các bạn thân mến, Malaysia đã vô địch giải giao hữu Melion Cup trước thềm SEA Games 32 nên thầy trò ông Ela Varasan đang rất tự tin. Trong quá khứ thì đội bóng này cũng từng 6 lần giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games. Lần gần nhất họ đăng quang tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á là vào năm 2011. Tại SEA Games 31, Malaysia thua trước Indonesia trong trận tranh huy chương đồng. Huấn luyện viên Chu Xie tôn trọng mọi đối thủ, VFF giao chỉ tiêu tại SEA Games 32. Các bạn thân mến, qua kênh thông tin chính thức của VFF, huấn luyện viên Chu Xie nhận định: cá nhân tôi là không quá bất ngờ về kết quả bốc thăm, bởi là ban huấn luyện đã có những dự đoán và chuẩn bị. Ngoài ra thì các đối thủ tại SEA Games đều là những đội bóng cùng khu vực mà Việt Nam thường xuyên chạm trán. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả 4 đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên thì bất luận kết quả bốc thăm và danh tính đối thủ, chúng tôi vẫn sẽ bước vào giải đấu với tư cách là đội đương kim vô địch. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế đó. Như đã chuyển đến các bạn thì ngày 17 tháng 4 tới đây, đội tuyển U22 sẽ hội quân trở lại, bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 32. Ông Chu Xie cho biết thêm là trong thời gian tới, khi đội tuyển tập trung trở lại, thì đội tuyển sẽ hướng đến việc hoàn thiện và gia cố những thiếu sót tại Doha Cup. Những trận đấu tại Qatar đã tạo điều kiện quý giá cho toàn đội thu về trải nghiệm cọ sát chất lượng với các đối thủ có trình độ cao hơn, đẳng cấp ở châu lục mà chắc chắn nhiều cầu thủ khó có thể có được khi thi đấu trong nước. Trong khi đó thì cách đây vài ngày, VFF đã làm việc với ông Chu Xie và khẳng định là sẽ cùng nhau nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá trong ngày hôm nay. Những tin tức mới nhất đã gửi đến quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay, hãy cho một like. Quý vị và các bạn cũng có thể đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.